Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ so sánh giúp các bạn máy lọc không khí Xiaomi và Sharp, nên chọn loại nào. Máy lọc không khí Xiaomi và Sharp là hai dòng máy lọc không khí đã và đang được rất nhiều khách hàng tại Việt Nam quan tâm. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về hai dòng sản phẩm này để mua sắm cho gia đình mình, hãy tham khảo ngay video so sánh máy lọc không khí Xiaomi và Sharp sau đây. Chúng tôi sẽ giúp bạn biết được đâu là sản phẩm phù hợp với mình. So sánh máy lọc không khí Sharp và Xiaomi. Về thương hiệu, Xiaomi là một trong những thương hiệu công nghệ nổi tiếng đến từ Trung Quốc. Các dòng sản phẩm của Xiaomi đã có mặt trên toàn thế giới và được người tiêu dùng yêu thích, đón nhận. Những sản phẩm nổi bật của thương hiệu Xiaomi mà bạn có thể biết đến như là điện thoại, máy tính bảng, máy lọc không khí, đồ dùng nhà bếp. Sharp là một thương hiệu lâu đời đến từ Nhật Bản với hơn 100 năm hình thành và phát triển. Các sản phẩm điện tử của Sharp cũng đã có mặt trên toàn thế giới với chất lượng tốt, độ bền cao và giá cả phải chăng. Những sản phẩm nổi bật của thương hiệu này là máy lạnh, tủ lạnh, tivi, máy lọc không khí. Thiết kế. Về mặt thiết kế, máy lọc không khí Xiaomi và Sharp sở hữu hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Nếu Xiaomi trung thành với thiết kế thanh vuông tối giản đầy tinh tế, dễ dàng để di chuyển, vệ sinh, thì mỗi loại máy lọc không khí Sharp lại có lối thiết kế hoàn toàn riêng biệt, vô cùng đa dạng. Sẽ rất khó để nói máy lọc không khí Xiaomi hay Sharp đẹp hơn, bạn hãy lựa chọn theo sở thích của mình để có được những trải nghiệm tốt nhất nhé. Các dòng sản phẩm. Hiện nay trên thị trường máy lọc không khí của Xiaomi đang có 3 dòng chính, đó là Xiaomi 2J, Puzip Hie Pro, Puzip Hie Max. 3 dòng sản phẩm này có thiết kế bề ngoài khá giống nhau, tuy nhiên mỗi loại lại có một công suất và công nghệ nhất định phù hợp với mỗi không gian nhất định. Tuy nhiên, một điều đáng kể là cả Xiaomi và Sharp đều đạt đủ 10 tác dụng tốt của máy lọc không khí cho sức khỏe và hệ hô hấp. Còn với Sharp hiện nay, nhà sản xuất này đã cho ra đời nhiều dòng máy lọc không khí sử dụng nhiều công nghệ khác nhau. Với mỗi dòng sản phẩm sẽ cung cấp mỗi chức năng khác nhau cho người dùng, từ việc lọc không khí, tạo độ ẩm, tạo ion trong không khí, máy lọc không khí đuổi muỗi. Chính nhờ sự đa dạng này nên khi so sánh máy lọc không khí Xiaomi và Sharp xét trên các dòng sản phẩm thì Sharp có phần vượt trội hơn. Công nghệ lọc. Dòng máy lọc không khí của Xiaomi, đặc biệt là Mi Air Purifier 2, sở hữu công nghệ lọc hiện đại qua nhiều màng lọc khác nhau như màng lọc HEPA, màng lọc PET hay màng lọc than hoạt tính. Với những công nghệ màng lọc này sẽ giúp lọc sạch không khí một cách tốt nhất. Máy lọc không khí Sharp được sản xuất bằng công nghệ lọc khí Lamax Lutein hiện đại độc quyền của hãng. Công nghệ này không chỉ giúp bạn lọc sạch không khí mà còn tạo ra nhiều ion, giúp làn da của người dùng được cân bằng độ ẩm một cách tốt nhất, tốt cho sức khỏe. Về hiệu quả lọc không khí. So sánh máy lọc không khí Xiaomi và Sharp trên thực tế, đa phần người tiêu dùng đánh giá hiệu quả lọc của chúng tương đương với nhau. Và để có hiệu quả lọc ưng ý nhất, bạn có thể lựa chọn các máy có công suất phù hợp với mục đích sử dụng, không gian, diện tích cần làm sạch không khí. Về giá sản phẩm, hiện giá máy lọc không khí Xiaomi trên thị trường Việt Nam dao động từ 3 triệu đến 7 triệu đồng, nên không có nhiều sản phẩm để khách hàng có thể lựa chọn. Trong khi đó, máy lọc không khí Sharp có giá từ 2 triệu đến 9 triệu đồng, có nhiều mức công suất nên phù hợp với nhiều không gian khác nhau như phòng khách, phòng ngủ. Cách sử dụng thế nào, có đơn giản không? Với mong muốn mang đến sự tiện nghi, đơn giản hóa cho khách hàng trong khi sử dụng máy lọc không khí, Xiaomi và Sharp cam kết sản phẩm có cách sử dụng dễ dàng, mọi tính năng đều được hiển thị trên bộ lọc. Đặc biệt với máy lọc không khí Xiaomi, bạn có thể điều khiển các tính năng thông qua việc kết nối với smartphone. Đây là một điểm cộng khiến Xiaomi được giới trẻ ưa chuộng bởi tính tiện dụng. Chế độ bảo hành. Các sản phẩm của Sharp đều được bảo hành chính hãng trên toàn quốc, còn với Xiaomi thì hiện tại chế độ này chỉ do nhà phân phối bảo hành thực hiện, chứ chưa có bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Nên chọn máy lọc không khí Xiaomi hay Sharp? Sau những đánh giá, so sánh máy lọc không khí Xiaomi và Sharp kể trên, có thể thấy rằng cả hai đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng, nhưng đều là những loại máy lọc không khí chất lượng tốt trên thị trường. Nếu bạn mong muốn tìm kiếm một chiếc máy lọc không khí mạnh mẽ, nhiều tính năng nhưng lại có giá thành rẻ, thì máy lọc không khí Xiaomi sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Còn nếu bạn không bị giới hạn về chi phí, thì cả Xiaomi và Sharp đều có những dòng máy lọc không khí cao cấp, sẵn sàng cho bạn lựa chọn. Các model máy lọc không khí tốt nhất của Xiaomi và Sharp. Đầu tiên là máy lọc không khí Xiaomi Air Puzip Hie 2. Máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Puzip Hie 2 có kiểu dáng hình trụ đứng hiện đại với cấu tạo độc đáo. Hai mặt bên hông và mặt trước được dập lỗ nhỏ có tác dụng hút không khí vào, mặt sau thì được dập các chấm bi tròn dạng lỗ giả. Kết hợp với gam màu trắng sang trọng, tinh tế đồng thời, giúp mang lại bầu không khí trong lành hơn, tốt cho sức khỏe của bạn. Sản phẩm sử dụng bộ lọc hình trụ 360 độ giúp lan tỏa luồng trong không khí từ mọi hướng, với thiết kế 3 lớp loại, bỏ hiệu quả các hạt lớn hơn 0,3 m. Kết hợp bộ lọc HEPA mật độ cao và một bộ lọc than hoạt tính giúp loại bỏ phóc formaldehyde, mùi hôi và các chất độc hại khác. Việc thay thế bộ lọc rất đơn giản và bạn sẽ tự động được thông báo qua ứng dụng khi cần thay thế. Thiết bị có thể kết nối với smartphone thông qua Wi-Fi và ứng dụng Mi Home. Khi kết nối xong, bạn sẽ theo dõi được các thông số như nhiệt độ phòng, độ ẩm không khí dựa vào cảm biến bên trong máy ngay trên chiếc điện thoại của mình, cũng như cho phép bạn bật và tắt từ xa, ngay cả khi bạn xa nhà. Bằng cách đó, bạn luôn có thể chắc chắn không khí nhà bạn luôn sạch sẽ. Máy lọc không khí Xiaomi được hoạt động với công suất lọc không khí lên đến 388 mH, tiết kiệm 40% điện tiêu thụ so với các dòng trước và giúp lọc sạch 99.7% mọi vật thể như bụi, lông thú, mạt cưa, khí ga độc hại, mùi sơn, hơi dầu mỡ trong phòng đều được hút vào trong máy, mang lại không gian sống luôn trong lành, sạch sẽ, thích hợp sử dụng cho phòng có diện tích từ 20 đến 37 mét và chỉ mất 10 phút để lưu thông không khí tinh khiết khắp phòng 21 mét. Đặc biệt, máy với phần phía trên cùng mặt trước sử dụng các đèn tín hiệu kèm biểu tượng thông báo 3 chế độ hoạt động: auto, ban đêm, mạnh nhất và một đèn ở phần phía dưới của mặt trước. Bên cạnh đó, máy lọc còn trang bị 4 chân cao su giúp máy luôn đứng vững chắc và chống sức nền nhà. Thứ hai là máy lọc không khí Xiaomi Puzip Hie Pro. Với kiểu cách thiết kế cổ điển nhưng lại chứa sức mạnh của công nghệ và vẻ đẹp của cuộc sống số. Dựa vào thiết kế và kỹ thuật tiên tiến, Mi Air Purifier Hie Pro luôn mang đến cho người sử dụng chất lượng công nghệ cao hơn, vượt trội hơn. Bên trong khung đặt bộ lọc được sử dụng chất liệu PET, Satuzate polyester có độ bền rất cao với khả năng chống chịu axit, dầu và mỡ với chất liệu bền bỉ, giúp cho kéo dài tuổi thọ của bộ lọc nhằm tiết kiệm tối đa chi phí cho người dùng. Máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier Hie Pro có khả năng làm sạch không khí tối ưu nhất trong không gian khoảng 60 m, tức là cao hơn phiên bản thường, chỉ khả năng làm sạch hiệu quả nhất trong phạm vi 37 m với hệ thống tăng cường khí CADR lên đến 500 mH, thiết kế hình tháp độc đáo tạo thành cây không khí trong nhà bạn. Khả năng lọc thông minh giúp không khí lưu thông công nghệ 360 giúp phát huy hiệu quả lọc không khí một cách tối đa. Cả căn phòng sẽ được làm sạch nhanh chóng, tràn ngập không khí trong lành. Màng lọc với cấu tạo bao gồm 3 màng lọc, với lớp đầu tiên sẽ xử lý bụi lớn, lớp thứ với than hoạt tính bên trong với nhiệm vụ khử mùi và chất độc giúp cho không gian trở nên trong lành, không gây mùi khó chịu, và cuối là màng lọc HEPA xử lý các hạt bụi siêu mịn có kích cỡ tới 0.3 micromet. Thứ ba là máy lọc không khí Xiaomi Puzip Hie Max. Máy lọc không khí Mi Air Puzip Hie Max có thiết kế hầu như tương đồng toàn bộ với vẻ ngoài của máy lọc 2 giây. Vẫn là thiết kế trụ đứng được bo cong 4 góc tinh tế với một màn hình OLED ở mặt trước thiết bị. Nhưng điều khiến máy lọc Mi Max trở nên khác biệt lại chính là kích thước khủng 386x386x 965mm cùng cân nặng 18kg của máy lọc. Máy lọc không khí Mi Air Puzip Hie Max được cấu tạo 2 phần, bao gồm một lớp vỏ ngoài đã được tích hợp đầy đủ các loại cảm biến và phần còn lại là một lõi lọc thông minh có tác dụng lọc sạch và triệt để không khí xung quanh. Để có thể dễ dàng thay thế lõi lọc, nhà sản xuất đã thiết kế nắp đậy ngoài cho máy lọc. Nắp đậy được thiết kế dạng hút bám nhờ 2 tiếp điểm trên nắp, do đó người dùng chỉ cần lắp đặt đơn giản là nắp sẽ tự động đi vào vị trí. Nhằm để cho không khí sau khi lọc được phân tán đi rộng rãi hơn, trên nóc máy lọc còn có một lớp lưới trũng. Đặc biệt, khi lớp lưới này được nhấc lên khỏi máy sẽ tự động nhận biết và ngừng hoạt động ngay lập tức. Điều này sẽ góp phần bảo vệ trẻ nhỏ nhà bạn khỏi các sự cố điện có thể xảy ra khi vô tình đụng vào thiết bị này. Chất liệu nhựa ABS của lớp vỏ ngoài máy lọc cũng góp phần tăng độ bền và tính thẩm mỹ khi đặt thiết bị trong không gian nhà bạn. Máy lọc không khí Mi Air Purifier Hie Max còn sở hữu một ưu điểm vượt trội khi loại bỏ sự xuất hiện của các nút vật lý trên thiết bị. Thay vào đó là nút cảm ứng điện dung được thiết kế cả 2 mặt của màn hình OLED. Nút đóng vai trò là trung tâm dữ liệu chính cho thiết bị, hiển thị các thông tin về tình trạng kết nối với smartphone, nhiệt độ, độ ẩm hay tình trạng lọc bụi PM2.5, cũng như đóng vai trò kiểm soát hoạt động của máy lọc. Để có thể làm được những việc này, máy lọc đã được trang bị cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến hạt laser cực nhạy và chuẩn xác. Thứ 4 là đến máy lọc không khí của Sharp FP-J40EV. Máy lọc không khí Sharp FP-J40EV có kích thước gọn gàng, dễ dàng lắp đặt tại mọi không gian. Sharp FP-J40EV có màu trắng thanh lịch, giúp nội thất nhà bạn thêm phần tiện nghi, hài hòa. FPG 40EV trang bị bộ lọc HEPA cao cấp cùng hệ thống màng lọc giữa sẽ loại bỏ 99.97% bụi bẩn, nấm mốc và phấn hoa, mang lại một không khí hoàn toàn trong sạch cho cả gia đình bạn. Với chế độ này, máy lọc không khí Sharp tự động vận hành quạt với tốc độ cao trong 60 phút đầu tiên, sau đó hoạt động luân phiên giữa 2 cấp độ thấp và cao trong vòng 20 phút để tăng khả năng lọc khí, lọc bụi bẩn và khử mùi hôi hiệu quả nhất. Máy lọc không khí có mật độ ION 7000 ION CM3 phù hợp với căn phòng có diện tích dưới 23 m. Thứ năm là đến máy lọc không khí Sharp FPJ40EVKF. Máy lọc không khí Sharp FPJ40EVKF được thiết kế nhỏ gọn với màu trắng sang trọng giúp tô điểm không gian nội thất của gia đình. Chiếc máy lọc hứa hẹn sẽ khiến bạn hài lòng với những tính năng nổi trội mà nó mang lại. Với công suất 23W, chiếc máy lọc không khí Sharp này phù hợp với các căn phòng có diện tích từ 20m đến 30m. Máy được trang bị công nghệ Tech Inverter kết hợp cùng chế độ hẹn giờ tắt sẽ giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả cho người dùng. Máy lọc không khí này sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể cho gia đình bạn. Máy lọc không khí Sharp FP-J40EVKF được trang bị bộ lọc 3 lớp gồm màng lọc thô, màng lọc than hoạt tính và màng lọc HEPA, hiện đại cho bầu không khí an toàn và sạch khuẩn. Bộ lọc thô sẽ giúp giữ các bụi nhỏ, côn trùng, lông động vật. Bộ lọc than hoạt tính có khả năng giữ mùi hôi, mùi thuốc lá. Đặc biệt, màng lọc HEPA giúp loại bỏ các chất gây dị ứng, vi khuẩn và bụi mịn PM2.5, mang đến không khí sạch. Với bảng điều khiển điện tử hiện đại, bạn có thể tùy chỉnh 3 cấp độ gió phù hợp theo nhu cầu sử dụng. Không chỉ vậy, máy lọc không khí còn trang bị đèn báo thay lọc gia tăng hiệu quả và cảm biến chất lượng không khí giúp người dùng nhận biết và điều chỉnh chế độ dùng. Chế độ HE được trang bị trên máy lọc không khí Sharp FP-J40EVKF giúp tăng khả năng lọc khí và giải phóng lamak lutein ra ngoài không khí nhằm lọc bụi bẩn và khử mùi hôi một cách hiệu quả nhất. Tính năng mùi giúp máy lọc không khí Sharp FP-J40EVKF tự động cảm biến mùi hôi trong không khí, cảm biến mức độ bụi và tự động chuyển sang chế độ ngủ khi tắt đèn. Cuối cùng là đến máy lọc không khí Sharp FP-JM30V-B. Máy lọc không khí đa năng Sharp FP-JM30V-B vừa có chức năng lọc không khí, vừa có chức năng bắt muỗi bảo vệ sức khỏe với thiết kế nhỏ gọn, người sử dụng có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào trong không gian nhà bạn hoặc di chuyển dễ dàng. Ngoài chức năng lọc sạch không khí, lấy đi bụi bẩn, phấn hoa, vi khuẩn, virus, thì máy lọc không khí gia đình Sharp FP-JM30V-B có khả năng bắt muỗi cực kỳ hiệu quả. Thiết bị được trang bị đèn UV, dẫn dụ muỗi bay vào các khe hẹp và đen trên thân máy. Sau đó máy sẽ bắt muỗi bằng dòng khí thổi độc đáo và mạnh mẽ với góc nghiêng 20 độ nhằm hút muỗi vào bên trong và giữ lại bằng tấm keo. Với các yếu tố độc đáo trên, người sử dụng có thể bắt muỗi hiệu quả mà không cần dùng hóa chất. Với chế độ này, thiết bị tự động vận hành quạt với tốc độ cao trong 60 phút đầu tiên, sau đó hoạt động luân phiên giữa hai cấp độ thấp và cao trong 20 phút để tăng khả năng lọc khí và giải phóng lamak lutein ra ngoài không khí nhằm lọc bụi bẩn và khử mùi hôi một cách hiệu quả nhất. Bằng việc sử dụng cơ chế không độc hại, không hề gây hại cho người và các đồ nội thất, Sharp FP-JM30V-B bắt muỗi an toàn cho từng gia đình có trẻ nhỏ. Ngoài ra, vì muỗi bị bắt và dính chặt trên tấm keo, nên sàn nhà không có muỗi và dễ dàng cho việc lau dọn. Lời kết, qua những thông tin so sánh máy lọc không khí Xiaomi và Sharp được chia sẻ chi tiết trong bài viết này, hy vọng bạn đã thấu hiểu rõ vấn đề này. Lựa chọn Xiaomi hay Sharp phụ thuộc vào kinh tế, yêu cầu sử dụng của từng người. Vì vậy, bạn hãy cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định lựa chọn. Và vừa rồi là những so sánh mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp bạn lựa chọn được một máy lọc không khí phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới cái phần mô tả của cái video này để các bạn tham khảo nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.